Xin chào mọi người. Hôm nay hướng dẫn mọi người cái cách phân biệt cái con Rottweiler bị lai và con Rottweiler thuần chủng dễ nhất. Thực ra đầu tiên mình phải nói ở đây là gì? Cái con Rottweiler nó bị lai hay con Rottweiler thuần chủng, nếu con Rottweiler nó bị lai ít thì chúng ta nhìn ngoại hình nó chúng ta cũng không có phân biệt được đâu. Cho nên người ta mới sinh ra cái giấy khai sinh để theo dõi cái phả hệ của một con chó. Nhưng mà có rất nhiều con chó Rottweiler bị gọi tên là Rottweiler nhưng thực ra nếu gọi đúng tên của nó phải là con chó lai Rottweiler, bởi vì nó giống con chó khác nhiều hơn là giống con chó Rottweiler. Và mình làm cái video này để chia sẻ với mọi người về cái cách phân biệt cái con chó Rottweiler lai đấy, là những cái chó mà nó bị lai Rottweiler và có cái dấu hiệu rất là dễ nhìn. Ok, đầu tiên chúng ta nhìn một con chó, chúng ta luôn nhìn đến cái mặt của con chó là đầu tiên. Thì cái con Rottweiler, dấu hiệu cái con chó lai Rottweiler ấy, thì nó dễ nhìn thấy nhất là gì? Cái màu mảng ở trên khuôn mặt của nó không có sắc nét, nó bị nhòe, hoặc là nó không có màu mảng. Cái giống Rottweiler nó bị lai nhiều nhất với giống Berger, và là lai với cái con Berger lai chứ không phải là con Berger chuẩn. Và khi đa số các trường hợp chó lai Rottweiler thì cái con lai với con Berger nó sẽ có cái đặc điểm dễ nhìn thấy nhất là cái màu mảng. Đây, Siro đứng đây, cái mảng màu nó sẽ không như thế này, nó sẽ không như là cái con Rottweiler thuần chủng chuẩn nhá, mà có thể nó là gì, cái hai cái mảng màu ở cái mép của nó này nó loang lổ, và cái hình dạng của cái mảng màu nó không như thế này. Chấm bi mắt, hai cái chấm bi mắt này của nó có thể nó rất là to, nó nhòe, nó to hẳn ra. Giả sử như là ở đây, đây là một con rốt trưởng thành đi, hay là con rốt nhỏ, thì ở cái tỷ lệ khuôn mặt nó cũng gần như nó tương tự. Thì cái con rốt lai ấy, cái mảng màu có thể nó to ra đến đây luôn, tức là đây nó chỉ một ngón tay, thì cái con rốt lai có thể mảng màu nó bằng hai ngón tay, nó rất là to. Và mọi người sẽ nhìn ở cái khuôn mặt của nó là, một là cái con chó rốt lai dễ nhìn đấy, là cái xương đầu của nó không theo cái kiểu của con rốt chuẩn, là cái xương đầu của nó không phình hai bên mà nó sẽ vắt nhọn. Cái mũi của nó cũng có thể nó vắt nhọn. Mũi ngắn mũi dài là một chuyện nhé, cái mũi vắt nhọn đó là một chuyện khác nhé. Mọi người nhìn đây, nó là cái mũi tù này, cái mũi này nó là cái mũi tù, nhưng mà cái mũi mà nó vắt nhọn tức là hai bên này này nó bằng này, nó vuốt xuống nó bằng này, chứ nó không có độ vuông. Đây thì nó cũng không có vuông đâu, nhưng mà nó có độ tù. Mọi người nhìn vào cái mũi của nó mọi người sẽ thấy có độ tù. Nhưng ở cái con Rottweiler, ở cái con chó lai Rottweiler thì bởi vì nó không được, nó chỉ có một phần dòng máu ở trong nó là cái con Rottweiler thôi, cho nên là, và nó pha với, thường nó pha con Berger hay là pha với con chó Berger lai thì nó sẽ ra cái kiểu mũi khác, mũi nó vát, nó có độ nhọn chứ nó không phải là cái mũi tù. Cái chấm bi mắt này nó sẽ rất là to. Cái mảng màu ở mép này nó sẽ không có ra cái mảng màu rõ ràng mà có thể nó lấm chấm hoặc là gì đấy. Và một cái nữa ở trên cái khuôn mặt để mọi người có thể nhìn thấy được là các ở trên cái khuôn mặt của con chó lai nó rất nhiều nếp nhăn này, nó nhăn nhúm này, nó thừa ra, là đấy là cái con chó lai rốt, đây là cái con gọi là rốt tàu ấy, là con mà mọi người hay nhầm tưởng, những cái người mới tìm hiểu thì nhầm tưởng đấy nó là con Rottweiler thuần chủng, nhưng nó không phải. Những cái con đấy thì là cái mặt của nó sẽ rất là nhiều nếp nhăn. Mình không nói về cái giống chó đấy nó tốt hay nó xấu mọi người nhé, mà mình chỉ nói là đấy là cái giống rốt lai. Và khi mà nó lai như thế thì nó sẽ, cái tính cách mọi thứ nó sẽ không như là các con Rottweiler thuần chủng được, nó sẽ có sự khác nhau, nó sẽ có sự pha trộn với lại cái giống chó mà nó lai. Còn thường là mọi người hay gặp là cái con Rottweiler nó lai với con Berger thì cái mặt của nó như mình nói đấy, hai chấm bi mắt nó rất là to, cái đầu của nó không có một cái độ vuông như thế này, nó không có độ vuông của cái hộp sọ, mà nó là độ nhọn hoặc là cái trán này nó lồi ở giữa. Đây mọi người để ý con rốt nhé, tất cả các con rốt tròn theo cái sọ con rốt là cái đường rãnh ở giữa trán nó phải có. Những con lai nó pha với những cái giống chó khác mà cái hộp sọ nó lồi chẳng hạn thì nó sẽ lồi ở giữa này, hai bên nó vuốt xuống. Tức là mọi người sẽ nhìn cái kiểu mặt của nó dễ nhìn, cái đặc điểm dễ nhìn thứ nhất là trên khuôn mặt là gì? Là cái mảng màu của khuôn mặt nó khác biệt hoàn toàn. Và cái thứ hai nữa là để mọi người dễ nhìn ở cái con rốt, ngoài cái khuôn mặt ra, cái khuôn mặt nó đã như thế thì ở cái điểm ngoại hình nó cũng sẽ có những cái như thế, nhưng có những con mà nó bị lai ít thì khuôn mặt mọi người có thể mọi người vẫn thấy là cái chấm bi nó cũng có nhưng nó không phải là nó nhòe lắm, nó cũng hơi nhòe thôi. Thì mọi người có thể kiểm tra ở những cái khác như là các cái mảng màu ở chân, ở ngực, ở chân, các cái mảng màu nó không có rõ. Cái mảng màu đây, giả sử như đây, như siro đây, đây con rốt nó sẽ có mảng màu đây, ở chân, dưới chân này, ở đằng sau cũng như vậy. Đấy là cái mà để mà dễ dàng phân biệt nhất. Và một cái nữa là gì, là cái giống rốt nó có một cái đặc tính là cái mà di truyền rất là mạnh của nó là về mảng màu, cho nên là khi mà cái con rốt nó lai với một cái giống chó khác mà cái giống chó đấy về cái mảng màu của nó không có mảng màu thì cái con chó con gần như cái mảng màu nó sẽ như con rốt. Thì trong cái trường hợp đấy là cái trường hợp để mọi người khó phân biệt, nhưng mà những cái trường hợp như thế thì mọi người sẽ lại dễ phân biệt dựa vào cái kiểu hình của con chó, cái ngoại hình. Là con chó có thể người nó rất là thon người, cái con rốt là cái người nhìn nó có thể dùng một cái từ là cái người của nó đầm người, nó dày mình chứ nó không có lênh khênh. Thì khi mà con chó nó bị pha với một giống chó khác, giả sử như là con rốt mà nó pha máu với lại con Doberman chẳng hạn, thì mọi người giả sử trong trường hợp đấy hai con nó cùng giải màu đi thì mảng màu của con chó con có thể là làm nó nét căng rồi, nhưng cái cơ thể của cái con chó lai đấy khi nó pha với con Doberman chẳng hạn, nó sẽ ra cái người của nó là người cái dẹp. Tức là mọi người tưởng tượng là con rốt có thể là người nó hơi cảm giác nó hơi tròn tròn, thì đây là người nó dẹp xuống, hõm sâu xuống. Đây mọi người tưởng tượng như thế là cái kiểu người nó khác hoàn toàn. Cái kiểu bụng của nó cũng khác. Cái con rốt chuẩn nhá mọi người nhá, cái tiêu chuẩn của con rốt chuẩn là gì, là cái đường bụng dưới của nó khi con chó nó đứng bốn chân đây, siro đứng này. Khi con chó nó đứng bốn chân thì ok được rồi, nó nằm cũng được đây nha. Khi mà con chó nó đứng thì nó nằm nó cũng như nó đứng thôi, là cái đường bụng của nó gần như là bằng, nó được phép hơi hóp ở đây, hơi hóp thôi nhé, chứ không phải là nếu mà cái đường bụng của nó mà nó là ra đây, từ đây mà nó hóp vát lên trên này, mọi người tưởng tượng như là con Malinois chẳng hạn, hay là như con Doberman, thì đấy là con rốt lai. Cái khung xương của con rốt chuẩn là cái đường bụng của nó gần như là bằng, chứ nó không phải vát vuốt ngược lên nhé, vuốt ngược lên nó không phải là cái con rốt chuẩn. Thì cái đấy thì là những cái trường hợp như thế thì nó là những cái trường hợp mà gọi là nó hơi chuyên sâu, nhưng mọi người dễ nhìn thấy nhất. Mình chốt lại là cái để mọi người phân biệt cái con chó, kể cả con rốt con và kể cả là con rốt to. Con rốt con thì nó khó phân biệt hơn, bởi vì lúc nó còn nhỏ thì các cái mảng màu của nó nhìn nó cũng có một cái độ tương đồng nhiều hơn giữa con chó lai và con chó thuần chủng. Khi nó lớn lên nó mới vỡ mảng màu ra, nó nhìn nó mới to hẳn ra, rồi nó thay đổi này thế kia. Thì ở con chó to thì dễ nhìn thấy nhất hai dấu hiệu là: một là cái chấm bi mắt, cái mảng màu ở cái khuôn mặt, nhìn cái khuôn mặt cái thấy ngay này, một chấm bi mắt này nó rất là to, chấm bi mắt này đấy. Mượn cái mặt siro tí, một cái chấm bi mắt nó rất là to này, mọi người nhìn nó thấy nó có độ nhòe, Hai là cái dải màu này nó không có cái hình dáng, nó không có hình dáng nhé, hoặc là nó không có dải màu này, hoặc là cái dải màu nó không có cái hình dáng, tức là nó không có những cái đường nét như thế này mà nó nhòe 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 nhòe, có vài cái điểm đen ở đây, vài điểm đen ở đây, giả sử như vậy là cái dải màu. Và cái chấm bi mắt là nhìn ở cái hình dáng nó rất là dễ, hoặc là cái mũi của nó theo một cái kiểu khác, mũi vát. Đầu có thể là gì, có thể là gồ quá, có thể là gì, vát, chứ không có trắng, nó không có bằng. Là ở cái con chó to thì rất là dễ nhìn, còn ở con chó con thì mọi người cũng nhìn những cái đặc điểm như thế nhưng mà nó sẽ khó hơn một chút, bởi vì là con chó con thì mọi người có thể dựa vào cái độ, ở con chó con mọi người có thể dựa thêm vào cái độ đậm nhạt của cái màu nữa. Ngoài các cái đường nét, mọi người nhìn có thấy nó là nó có cái độ rõ nét hay là nó có độ nhòe thì nó còn nhìn là cái màu của nó nữa. Cái con rốt thuần chủng thì thường cái chấm bi mắt của nó sẽ có màu đậm hơn, những cái con bị lai ấy, thì thường cái chấm bi mắt của nó sẽ nhạt hơn, thường nhé mọi người nhé, chứ không phải là tất cả các con rốt thuần chủng nó đều chấm cái dải màu vàng nó đều đậm sặc sỡ đâu, cũng có những con nó cái dải vàng của nó là màu nhạt, nhưng mà những cái con thuần chủng thì cái mảng màu của nó sẽ rõ nét, nó sẽ nét cái mảng màu chứ nó không có bị nhòe. Mọi người có thể nhìn này, rất là dễ để nhìn thấy. Và cái nữa là ở con chó con thì dễ nhìn là cái con chó con mà bị lai thì mặt nó có rất nhiều nếp nhăn, nó nhăn lung tung cả, nó nhăn hơn cả cái trán của mình. Đây là thuần chủng nhé, đây thuần chủng Việt Nam. Nhưng mà ở cái con chó rốt con mà nó bị lai thì cái mặt của nó sẽ có rất nhiều nếp nhăn, có thể nó có cả cái nếp nhăn ở mép này, cả nếp nhăn ở trên trán, nhăn nhúm. Cái con rốt thuần chủng thì nó sẽ không có nếp nhăn, nó chỉ có một tí nếp nhăn ở trên trán thôi. Trong cái trường hợp là con rốt thuần chủng nó được chăm bẵm, tức là nó được chăm hơi béo, nó bị béo con chó thì nó cũng có thể nó tạo thành nếp nhăn nhưng mà nó rất ít thôi, chứ nó không theo kiểu nhăn nhúm. Thì mọi người ở đây mình sẽ không dùng hình ảnh những cái con chó rốt lai của những người khác, bởi vì nó liên đới, mà mình nói thế để mọi người khi mọi người tìm, mọi người nhìn thì mọi người sẽ gặp những con như thế, mọi người sẽ hiểu. Mọi người đấy cứ nhìn con chó, muốn biết con chó lai nó như thế nào thì cái cách dễ nhất là mọi người cứ nhìn con chó chuẩn nhiều vào, nhìn con chó chuẩn nhiều vào nó quen mắt rồi thì khi nhìn thấy con nào đấy khác, ô con này nó khác cái con kia, thì lật lại những cái đặc điểm ấy, những cái đặc điểm là về cái độ nhòe màu ở trên khuôn mặt, các cái mảng màu nó bị nhòe, cái kiểu mặt nó khác. Kiểu mặt nó khác không phải là mõm ngắn hay mõm dài, mà là mõm nhọn hay mõm tù nhé, chứ không phải mõm ngắn hay mõm dài. Cái kiểu đầu nó khác, không phải là đầu to hay là đầu bé, mà là chán phẳng hay là chán nhọn, vát như thế này xuống. Thì mọi người, cái đấy thì là dễ thấy nhất, là mọi người cứ nhìn cái đầu của con rốt và cái đầu của con béc dê. Bởi vì các cái giống chó mà nó bị lai thì nó theo cái kiểu mặt của con béc dê rất là nhiều, tức là cái đầu của nó là thuôn, nó thon chứ nó không có nở ngang. Và cái đấy cũng là cái việc mà các con rốt lai hiện giờ đang có ấy, thì nó cũng là bắt nguồn từ cái việc người ta cho con rốt phối với con chó ta, hoặc là cho con rốt phối với lại con béc dê, hoặc là con rốt phối với lại con béc lai. Béc lai thì rất là nhiều, béc lai là người ta lấy con béc dê người ta phối với con chó ta để cho ra một con chó nó to hơn con chó ta, và nó dễ nuôi hơn con béc dê. Thì đấy là cái con chó ta đấy nó lại phối với con rốt thì nó ra con chó lai. Thành ra là cái đầu của nó có pha trộn giữa cái đầu của con rốt và cái đầu của con béc dê, cũng như là cái mảng màu nó cũng có sự pha trộn giữa mảng màu của con rốt và mảng màu của con béc dê. Cho nên là cái lông của nó thường là dài hơn nhiều so với lông của một con rốt thuần chủng. Và cái mảng màu của nó bị nhòe là vì cái mảng màu của con béc dê nó khác với mảng màu của con rốt. cho nên là cái con chó con nó cũng sẽ rất là dễ để nhận diện. Còn mình lại nói lại như lúc đầu video mình đã nói là gì, các cái con rốt mà nó bị lai ít là nó bị lai nhé, bản thân là cái có thể là cái người nuôi biết là nó bị lai, nhưng khi mà nó bị lai ít thì chúng ta nhìn cái ngoại hình của nó như là con rốt thôi. Bởi vì thực ra mà nói là cái câu chuyện là cái con chó lai ở đây là nó lai là cái gen nào của cái đời trước nó là gen trội. Nếu mà cái gen của con rốt nó là gen trội thì cái con chó con nó gần như da nó giống các con rốt. Nó có thể khác ở cái kiểu hình nó bé hơn hoặc nó khác ở một số đặc điểm mà những cái người chuyên môn thì nhìn mới phân biệt được thôi. Còn bình thường mà mọi người để mà hướng dẫn mọi người thì mọi người sẽ không nhìn được. Cho nên là có những cái con chó mà dù nó lai nhưng mà mọi người nhìn mọi người cũng sẽ không phân biệt được. Và ai mà muốn một cái con chó mà thuần chủng 100% thì hãy bắt những con chó có giấy tờ, là những con chó nó cũng được theo dõi cái phả hệ của nó từ đời cụ kỵ ông bà bố mẹ, của những cái nơi mà người ta nhân giống uy tín, đề phòng cái trường hợp là cái con chó không giấy, lấy giấy tờ chip của con chó đã chết rồi bắn vào thành con chó có giấy. Đấy là cái câu chuyện đấy thì không chỉ ở Việt Nam chúng ta mà ở các nước khác nó đều có cái việc ấy. Ở đâu cũng có người nọ người kia, có người thật thà, có người gian lận. Đấy là một người. Thì mình nói ở đây là chúng ta còn phải tìm ở những cái chỗ mà những cái người chúng ta cảm thấy chúng ta tin tưởng được. Và chúng ta cũng dùng cái cách hai cái đặc điểm dễ nhận diện mà mình nói là mảng màu của con chó ở trên cái khuôn mặt và cái kiểu đầu của nó, như mình đã nói, và thêm vào nữa là cả cái kiểu hình của nó nữa, cả cái cơ thể của nó nữa, nó mảnh khảnh quá hay là như thế nào đấy thì chúng ta cũng đặt một dấu chấm hỏi ở những con chó như thế. Da nó thừa quá nhiều ở trên khuôn mặt, chúng ta cũng đặt một dấu chấm hỏi xem nó có phải là con chó thuần chủng hay không, hay là nó bị pha. Dù nó có giấy tờ nhưng mọi người nhé, bởi vì nào đấy như mình nói đấy, nó không phải là tất cả mọi người đều chuẩn chỉ đâu, ở đâu cũng có người nọ người kia thì chúng ta biết để chúng ta tránh. Còn có một cái cách nữa là để mọi người có thể thêm một cái tham khảo để mọi người phân biệt cái con chó rốt Wailer chuẩn thuần chủng và cái con chó lai là ở cái tính cách của con chó. Những cái này thì nó hơi khó nhưng mình vẫn nói để những ai mà cảm nhận được con chó thì mọi người có thể sử dụng cái cách này. Là cái cách này thì là gọi là để chúng ta dễ lọc được những con chó Rottweiler thuần chủng thôi. Còn con nào mà nó không đạt được như thế thì cũng có thể nó là thuần chủng nhưng nó kém hoặc là nó bị lai. Là chúng ta chọn con chó, chúng ta chọn những con chó nó có con Rottweiler, mọi người phải nhớ là nó là con chó xếp thứ 9 ở trong tất cả các giống chó trên thế giới này về cái độ thông minh của nó. Khi mà con chó nó vận động ấy thì nó rất là nhanh nhẹn, và cái thần thái của con chó là chúng ta sẽ thấy là nó vui vẻ và nó tự tin, chứ nó không có e ngại và nó không có ù ì, nó không lười vận động. Con Rottweiler nó là cái con chó nó không quá ham vận động nhưng nó cũng không có lười vận động đâu. Khi mà nó chơi là nó chơi rất là nhiệt tình. Thành ra là mọi người, nếu mà mọi người xem các cái khi mọi người chọn chó qua video hoặc mọi người xem thực tế, mọi người nhìn con chó nó tự nhiên nó vận động thì mọi người cũng có thể lọc được cơ hội tăng thêm để mọi người bắt đến những con chó tốt, kể cả là trong trường hợp nó có bị la một chút nhưng cái tính cách của nó là cái tính cách trội của con rốt, là cái con chó nó từ con chó con nó tự tin và nó cũng ham chơi lắm chứ nó không có lười chơi. Chứ nếu mà nó ùi nó nằm một chỗ thì suốt, còn cho con nó ngủ thì mình không nói, nhưng giả sử giờ chơi của nó rồi mà nó ùi nó chơi một tí nó đã nằm luôn, và nó nằm nó cảm giác nó lù đù, nó mệt mỏi thì nó có là con chó thuần chủng thì mọi người cũng tránh nó ra, bởi vì là đấy là con chó nó yếu, con chó nó yếu thì nó khó nuôi. Thì chia sẻ với mọi người một chút, rất là lâu rồi, có cái hẹn với mọi người về cái video là hướng dẫn mọi người cách phân biệt cái con chó thuần chủng và con chó lai. Rất nhiều người nhắn tin, gửi ảnh, nhờ mình xem hộ, nhưng thực sự là những con chó đấy rất là dễ nhìn thấy để nó lai, để thấy là nó là con lai rốt chứ không phải là con rốt. Thì mọi người, nếu mà mọi người mà xem cái video này thì mọi người sẽ tự mọi người phân biệt được. Những người mà đang nuôi cái con chó của mình có thể một thời gian rồi, nhưng mình cũng bản thân các bạn cũng tò mò thắc mắc là xem con chó của mình nó có bị lai hay không. Bởi vì các bạn mua những con chó không giấy và có thể các bạn mua ngoài chợ, có thể các bạn mua ở các cái cửa hàng người ta, thì người ta bảo là con này là cái con chó thuần chủng đấy, tôi đảm bảo với ông là tôi bảo hành với ông là con chó này thuần chủng, nhưng thực ra nó không phải con chó thuần chủng. Thì cái câu chuyện đấy là cái câu chuyện là mọi người có thể tham khảo để mọi người biết được là cái con chó mình nuôi nó có phải con chó thuần chủng hay không. Rồi sau đấy thì giả sử chúng ta muốn nuôi một con chó thuần chủng thì ở con chó chúng ta nuôi tiếp theo chúng ta sẽ chọn cái con chó thuần chủng. Trong trường hợp các bạn muốn mua những con chó mà nó không có giấy tờ thì các bạn sử dụng cái cách này để các bạn phân biệt. Các bạn sẽ lọc được, ít nhất là các bạn lọc được những cái con chó không giấy nó tốt hơn. Trong số những con chó bị lai đi thì các bạn sẽ chọn là những con chó nó ít lai hơn. Ok, nó sẽ giống con rốt hơn, nó thông minh hơn, hay là này kia. Trong cái trường hợp mà các bạn đã mua rồi thì lại cũng có một cái câu với các bạn là gì, trong các bạn nếu các bạn đã nuôi một con chó rồi và con chó đấy là sau khi xem cái video này các bạn biết là nó bị lai, thì các bạn đã nuôi nó lâu rồi thì các bạn cứ nuôi đi. Quan trọng nhất đấy không phải là cái con chó nó thuần chủng hay con chó nó bị lai, mà cái quan trọng nhất là chúng ta có hài lòng về nó không. Còn kể cả nó là con chó thuần chủng mà nếu mà chúng ta không hài lòng về nó thì chúng ta cũng nên chuyển nó. Chúng ta không hài lòng về nó một tí nào cả thì thôi chúng ta nên tặng nó cho một cái người nào đấy mà người ta hài lòng về nó, hoặc là chúng ta bán hay là như thế nào đấy, cái đấy là tùy từng người xử lý. Bởi vì là nếu mà chúng ta không hài lòng về cái con chó của chúng ta không yêu quý nó thì cái con chó nó ở với chúng ta nó không vui. Bản thân nó cũng không vui mà bản thân chúng ta cũng không vui. Cho nên là đấy là trong khi mà sau khi xem cái video này thì nếu mà mọi người thấy cái con chó của mình nó bị lai thì mọi người cũng không có phải là căng thẳng quá. Bởi vì rất nhiều người biết con chó của mình bị lai mà mọi người vẫn rất là yêu quý cái con chó của họ. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta hài lòng về nó. Chúng ta hài lòng với tính cách của nó. Tất nhiên là chúng ta không thể hài lòng hoàn toàn được. Khi chúng ta ban đầu chúng ta muốn mua một con chó thuần chủng và chúng ta trả tiền để chúng ta mua một con chó thuần chủng, nhưng chúng ta lại mua phải một con chó lai thì tất nhiên chúng ta không thể hài lòng hoàn toàn về nó được. Chúng ta sẽ có một cái sự tiếc nuối chứ. Nhưng con chó nó làm chúng ta cảm thấy yêu thương, cảm thấy yêu nó, cảm thấy vui vẻ khi chúng ta nuôi nó, thế là được. Còn trong cái trường hợp mà khi chúng ta chọn con chó tiếp theo thì chúng ta hãy chọn một con chó chuẩn thuần chủng để chúng ta nuôi. Bởi vì chúng ta thích giống rốt thuần chủng chứ chúng ta không thích giống rốt lai. Chúng ta mê cái giống rốt thuần chủng, chúng ta yêu con chó của chúng ta là con chó lai thì chúng ta yêu rồi, nhưng chúng ta với cái giống Rottweiler này là chúng ta mê cái giống Rottweiler thuần chủng chứ chúng ta không mê giống Rottweiler lai. Thì mọi người sẽ chọn cho mình cái con chó thuần chủng để mọi người nuôi. Ok, nếu mà cái video mà nó hữu ích với mọi người thì chia sẻ nhé. Cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Ở khi mà Rottweiler có cái đàn cho con tiếp theo thì có thể lúc ấy mình sẽ dùng một cái vài con cho con ở trong đàn để mình quay, mình lại nhắc lại một chút về cái chủ đề này cho các bạn rõ hơn khi chúng ta nhìn vào cái con chó con, hoặc là có cơ hội mà mình có thể là mình nhìn thấy cái con chó con nào đấy thực tế nhé, là cái con lai, thì có thể là mình sẽ quay lại một cái đoạn video của nó để mình làm cái video để cho mọi người nhìn thấy cái con lai và con thuần chủng nó như thế nào. Mình không muốn dùng các cái hình ảnh ở trên mạng về các con chó của mọi người. Những người ta đang nuôi con chó người ta tự nhiên lại mình lại đi lấy cái hình ảnh của con chó người ta lên làm ví dụ đấy là con chó lai thì nó vô duyên, không được. Cái con chó mình quay được thì ok, hoặc là chủ nó đồng ý thì mình ok thì mình có thể dùng. Thì có thể là cái video nào đấy lúc có chó con mình sẽ làm cái video rõ hơn. Hy vọng là không cần đến cái video đấy thì ở cái video này mọi người cũng có thể phân biệt được những con chó lai rốt và cái con chó rốt thuần chủng Còn những con rốt lai thì nó có phân biệt hơn, bởi vì sao? Cái phần giống rốt nó nhiều hơn, quá nhiều, tức là những con lai ít thì cái đấy là nó khó, nó rất là khó để mà phân biệt. Thì những con mà nó là gọi là rốt lai ấy, thì ok, các bạn cứ thấy nó vui vẻ, nó nhanh nhẹn là có thể các bạn bắt rồi. Còn các bạn muốn nó chuẩn chỉ 100% thì các bạn hãy mua những con số có giấy tờ. Cái giấy tờ nó không làm nên giá trị của con chó đâu, nhưng nó khẳng định giá trị của con chó là gì? Là con chó này đây, nó là 100% nó là con chó thuần chủng, bố nó đây, mẹ nó đây, ông bà nó đây, tôi là người gây giống, tên của tôi đây, tôi chịu trách nhiệm về cái việc các cái giấy tờ, các cái thông tin của con chó này là chuẩn, tức là nó có người chịu trách nhiệm, mọi người hiểu là như thế. Còn nếu mà một con chó nó không có cái tờ giấy này, tôi nói mồm với ông, ở bố nó là con này, mẹ nó là con này, ông bà nó là con kia, lời nói gió bay các bạn ạ. Muốn nói nào nói, quảng cáo đây, đàn cho con bố nhập mẹ nhập nhưng không làm giấy tờ cho chó con, bán giá 3 triệu một con, bán giá 5 triệu một con. Tôi nói với các bạn là không có cái bố mẹ nhập nào hay là bố mẹ chuẩn chỉ VKA, tức là bố mẹ có giấy đẹp nào mà cho con bán giá 4 triệu 5 triệu một con đâu, không có. Đấy là gọi là cái câu chuyện gọi là đảm bảo mồm. Còn các bạn muốn đảm bảo chắc chắn con chó của các bạn nó là thuần chủng thì ok, đâu con chó của ông có giấy đây, trong đàn này, nếu các bạn không muốn, còn không cần cái con chó của bạn có giấy đi, thì cái đàn chó này giả sử 15 triệu một con, ông đừng làm giấy cho con chó của tôi nữa, thì tôi bớt đi 700.000 tiền làm giấy, người ta bán cho các bạn 14 triệu A một con chó con không giấy. Ok, các bạn không làm giấy, tiền làm giấy nó chỉ hết có 700 thôi. Thì các bạn sẽ lựa chọn là các bạn bắt con chó 15 triệu nó có giấy, hay là các bạn bắt con chó 14 triệu A nó không có giấy. Thì đấy là cái điều để các bạn cân nhắc, là cái gì? Cái tờ giấy nó chỉ là cách khẳng định cái giá trị của là cái con chó này nó thuần chủng, chứ cái tờ giấy nó không làm nên cái giá trị của con chó. Bởi con chó thuần chủng nó phải có những cái đặc điểm của con chó thuần chủng rồi, và cái tờ giấy đấy nó là cái tờ xác nhận cái tính thuần chủng của nó thôi, và nó có cái sự chịu trách nhiệm của cái người gây giống cái con chó trên cái tờ giấy đấy, là người ta sẽ đảm bảo cho mình, và nó là cái danh dự của người ta, danh dự của một cái người gây giống ở trên cái tờ giấy đấy là con chó này đây, đúng con bố là con này, đúng con mẹ là con này, ra con chó con này, còn con bố con mẹ của nó thì nó có giấy tờ của nó rồi. Thì chia sẻ với các bạn thêm một chút như vậy. Lại tiếp tục cảm ơn các bạn đã xem video đến cái thời điểm này. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo. Thank you and see you again.